bắt đầu sắp tan rồi đấy. À, nghe một số thông tin là Ủa mà Canada toàn hả? chưa chưa hẳn Tại là toàn, vì chưa chưa hẳn là toàn, nhưng mà tại Vương quốc Anh thì bắt đầu là nghe nói là sau Giáng sinh là sẽ phải lockdown lại, có nghĩa là cho mày ăn thêm một bữa với Giáng sinh này nữa rồi lockdown trở lại lần nữa thì Last Christmas sẽ là một buổi nói chuyện chơi thôi, chúng ta không bàn gì về vấn đề có liên quan đến chuyên ngành hay chuyên môn gì cả. Rất may mắn là chúng ta có mặt của anh Hoàng Nam, hiện đang công tác trong lĩnh vực luật tại Hồ Chí Minh. Trước tiên là rất vui là anh Nam đã dành thời gian tham gia cái buổi nói chuyện nhỏ ngày hôm nay. Ok, hello bro. Thì tình hình ở bên đây thì dạo này thì nó cũng đỡ dịch hơn rồi, nhưng mà nó cũng hơi nói chung là mọi thứ nó vẫn chưa có hoàn toàn đi vào cái trạng thái bình thường mới, giống như là mấy bác vẫn hay nói. Giống như là bro cũng biết là sau khi mà đi vào trạng thái bình thường của đợt dịch vừa qua thì ở thành phố Hồ Chí Minh có những cái thay đổi đáng kể, mà anh em mình ngồi thì chắc cũng có thể làm được tới mấy phiên hội đồng cừu nữa luôn á. Ví dụ như là kẹt xe nè, rồi bớt bụi bặm hơn nè, hay là vĩ mô một chút thì như là về đầu tư FDI, rồi về bất động sản, rồi sức khỏe của doanh nghiệp như là hộ kinh doanh thì bây giờ nó cũng chưa có ổn cho lắm. Tôi như tôi làm nhà trọ thì vẫn chưa cho thuê hết được. Nhưng mà cái quan trọng là tôi nghĩ là về cái chuyện ứng phó với lại lây lan dịch bệnh. Thì theo những gì mà tôi đọc được ở trên báo thì lực lượng y tế tại thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là sẽ rất là vất vả trong cái thời gian tới. Không phải là do biến chủng mới Omicron hay là do sự lơ là của người dân, mà thực sự là từ phía đội ngũ của họ cũng bị thiếu hụt nhân sự. Thì nhân viên y tế thì anh em mình chắc cũng biết rằng là cái nhân tố rất là quan trọng trong vấn đề phòng chống dịch nói riêng cũng như là trong y tế nói chung. Tôi nói ví dụ như cái hồi mà dịch đó bro, thì tôi cứ nghĩ là nếu như lúc này mà mình bị gãy tay hay gãy chân gì á thì có đi bệnh viện bó bột được không ta, hay là mình phải coi YouTube lại xong rồi coi là nắng như thế nào cho nó đẹp. Tới nỗi mà tôi còn định là sẽ là gỡ cái cụi của thằng con tôi ra để lấy gỗ mà nẹp chân. Thì đó, bởi vậy thì mới hôm 8 tháng 12 giờ rồi, ở trên báo Lao Động cũng đăng là cái tỷ lệ nhân viên y tế trên 10.000 dân ở thành phố mình là chỉ ở 2,31. Tôi tự tính ra là khoảng 0,0231%. Tức là 10.000 dân mà chỉ có 2,31 nhân viên y tế. Mà tôi nhớ là theo tỷ lệ chọi ở Harvard á, tỷ lệ chọi Harvard thì chỉ có 5% thôi. Đó. Thì tỷ lệ này thì lại thấp hơn rất nhiều so với cả nước và Hà Nội, tương ứng là 7,42 và 6,06. Mà nguyên nhân, một trong những nguyên nhân của tỷ lệ này hiện nay thì được cho là do nhân viên y tế tuyến cơ sở, tức là bao gồm cả bác sĩ, nghỉ việc rất là nhiều trong năm 2020 và 2021. Nguyên nhân họ nghỉ thì nhiều lắm. Áp lực công việc nè, tại vì làm liên quan đến sức khỏe, rồi nguy hiểm do tình trạng dịch bệnh nè. Rồi cái mà đáng nói nữa là họ phải chống dịch trong rất là nhiều tháng rồi, xử lý dịch bệnh rất là nhiều tháng, nhưng mà tôi nghĩ họ đã kiệt sức rồi đó. Tôi thấy cái ví dụ của Pro về cái vụ gãy tay gãy chân thấy hay đấy. Tại vì đúng là trên thực tế tại Canada, một số giảng viên bạn của tôi mà gặp cái vấn đề sức khỏe mà được xem là không cấp thiết ấy, thì vẫn phải book một cái appointment và chờ từ 2 đến 3 tháng là ít. Mà nếu mà trong trường hợp của tôi mà gặp vấn đề về khớp tay hay là gặp lưng thì xác định là cái khả năng chờ nó sẽ cao hơn. Covid sẽ khiến rất nhiều các quốc gia phải nhìn lại cái mô hình đào tạo, của mô hình quản lý cũng như là cái mô hình mà chuẩn bị về y tế dự phòng. Tuy nhiên là chúng ta cũng không thể nói chúng ta hoàn toàn may mắn, bởi Việt Nam vẫn có trên 20.000 người chết. Nhưng mà chúng ta may mắn hơn rất nhiều các quốc gia khác, bởi vì chúng ta có một cái vị trí địa chính trị mang tính chiến lược trong cái chương trình nghị sự của hầu hết các quốc gia quyền lực trên thế giới, như là Hoa Kỳ hay là Liên minh châu Âu hay là Nhật. Tính ra là mình được ưu đãi khá nhiều trong quá trình phân bổ vaccine qua hệ thống COVAX lẫn qua con đường ngoại giao. Chỉ tính riêng Hoa Kỳ thôi thì họ đã chuyển giao cho mình tầm 20 triệu liều rồi. Và đó là chưa kể vấn đề về máy thở, về thậm chí là tiền mặt nữa. Cho nên là
áp lực mà đặt lên hệ thống y tế ta thật ra là chưa là gì so với những cái quốc gia mà nó kém may mắn hơn. Đa phần là các quốc gia châu Phi như là Somalia, Nigeria. Và cho đến nay cái tỷ lệ tiêm ngừa trên dân số của họ vẫn còn là dưới 10%. Mà nếu chúng ta ở một cái vị trí may mắn như vậy mà cái áp lực dành cho cái hệ thống y tế nó đã đến mức đó rồi thì sẽ có nhiều vấn đề cần phải bàn. Trở lại cái vụ nói hồi nãy, người ta sẽ có cái thuật ngữ là health professional density, có nghĩa là tổng số lượng nhân viên y tế thường là trên 1.000 dân hoặc là trên 10.000 dân. Cái tỷ lệ này nếu mà không nói chắc chúng ta cũng đoán được là anh nào cao nhất ha. Một là Bắc Mỹ và hai là các quốc gia châu Âu. Trong một cái nghiên cứu mà trung đọc gần đây đó, thì anh Bắc Mỹ là nói về bác sĩ thì họ phải có tới gần 30 bác sĩ trên 10.000 dân. Và y tá không thôi thì họ phải tới 90 y tá trên 10.000 dân, có nghĩa là tổng lại sĩ và y tá thì 120 trên 10.000 dân. Còn cao vậy luôn đó hả? Và con số này ở Europe thì nó còn cao hơn nữa. Bác sĩ rất nhiều, họ phải gần 45 bác sĩ trên 10.000 dân. Và cộng thêm cái lượng y tá gần tương đương với bên Mỹ nó thì phải là 130 hoặc là hơn 130 nhân viên y tế trên 10.000 dân. Người ta nghe cái này người ta sẽ nghĩ là tại vì các quốc gia này giàu thôi. Thì cái này từ từ mình sẽ bàn tới coi có phải là vấn đề là giàu hay không giàu. Nhưng mà có một cái ví dụ tôi thấy là khá nhiều các nhà nghiên cứu cũng như là những người mà chuyên gia hoạt động trong cái y tế dự phòng đó, người ta khen đó là mô hình của Cuba. Cách phân bổ và cách đào tạo và xây dựng mô hình y tế của Cuba thì lượng bác sĩ không thôi họ phải tới là 60 đến 70 bác sĩ trên 10.000 dân, thậm chí là gấp đôi Hoa Kỳ. Hồi nãy Pro nói là Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 2.3 thôi hả? 2.3 mà đó không phải là tính, không phải là chỉ tính y bác, tính bác sĩ mà đang tính là nhân viên y tế nói chung. Tức là con số mà bác sĩ tham gia vào họ có, tôi cho là có thể là thấp hơn. Kinh vậy. Như vậy là thấp hơn cả trung bình của Đông Nam Á nữa. Họ phải có tính gần 10 bác sĩ trên 10.000 dân và lượng y tá phải đến gần 25. Việt Nam nói chung là thấp hơn trung bình của Đông Nam Á luôn. Một cái vấn đề tương đối lớn. Nhưng mà trở lại nói về Cuba đấy, cái lượng bác sĩ của họ vượt cả Hoa Kỳ ấy, thì nói ra đây không phải là để thần tượng cái mô hình healthcare của Cuba. Thì cái cấu trúc nhân viên y tế trên đầu người này không phải là cấu trúc tự nhiên ha. Chúng ta phải hiểu về cái mặt lịch sử là bản thân chính phủ Cuba đánh mạnh đến bản y tế và tập trung đào tạo hệ thống y tế, bởi vì đây là cái ngành mà chưa chính phủ nào cấm vận họ. Nói trắng ra đây là một cái ngành công nghiệp xuất khẩu của Cuba. Khi mà chúng ta nói về những cái international mission của họ đấy, có nghĩa là thực hiện nhiệm vụ y tế quốc tế của Cuba mà thường được báo chí Việt Nam khen ngợi thì thật ra đang xuất khẩu lao động. Đến cái số liệu năm 2014 thôi thì cái ngành xuất khẩu này mang lại cái lượng ngoại hối cho chính phủ Cuba tầm 10 tỷ USD trên một năm, mà trong cái bối cảnh là toàn bộ cái GDP của Cuba thì chỉ trên dưới 100 tỷ rồi. Chỉ tính riêng cái ngành xuất khẩu này thôi, cái ngành xuất khẩu nhân viên y tế này thì nó chiếm đến 1/10 tổng GDP của anh Cuba. Và trong đại dịch này thì chắc chắn con số này nó phải tăng lên rất nhiều rồi. Chuyên gia người ta hay gọi vui cái đội này là đội bác sĩ y tá đánh thuê đấy. Bởi vì chính Fidel Castro gọi là đội quân áo trắng con mà hiển nhiên là đã là quân đội thì không thể nào cho thuê miễn phí. Và nhìn lại là chúng ta thiếu, nhưng mà cái vấn đề mà nếu mà đi theo cái mô hình Cuba đấy thì chúng ta cần phải hiểu là khi mà chính phủ sở tại, khi mà cái chính phủ đưa ra cái lời mời các nhân viên y tế của Cuba đến quốc gia đó thì họ sẽ phải trả tiền trực tiếp cho chính phủ Cuba, chứ không phải là họ trả lương cho các bác sĩ. Và cái tính kiểm soát của chính phủ Cuba đối với các nhân viên y tế nó cũng là một cái câu chuyện khác mà hiển nhiên là hôm nay chúng ta không thể nào bàn đến hết. Có một ví dụ như thế này, có nghĩa là trong năm 2013 đấy thì Cuba mới ký một cái hợp đồng với Brazil để xuất khẩu bác sĩ sang đó. Thì Brazil chấp nhận trả là từ 4.000 đến 5.000 đô la Mỹ nhé, Mỹ Kim nhé, cho một bác sĩ, cho một tháng. Pro đoán coi là chính phủ Cuba trả lại bao nhiêu thật sự cho những người bác sĩ mà họ mang sang Brazil. Theo cái common sense của tôi thì tôi nghĩ đâu đó chắc phải 50-60%. Cái này tôi chỉ có số liệu, cái này chỉ là theo cảm giác của tôi thôi. Thật ra là họ chưa trả đến 1.000 nữa. Chúng ta tưởng tượng là phải từ 70-90% lương của các bác sĩ ở nước ngoài sẽ bị lấy trở lại và nó trở thành nguồn thu của chính phủ. Đó là chúng ta chưa nói đến những câu chuyện khác như là các bác sĩ này sẽ phải đi đến nơi mà chính quyền Cuba yêu cầu,
rồi họ phải sống theo cái điều kiện mà chính quyền Cuba cho phép, và cũng như là họ phải nhận mức lương mà chính quyền Cuba chỉ định. Nói ra đây không phải là để hoàn toàn chơi, bởi vì những cái chuyến xuất khẩu này vẫn mang một cái lợi nhất định cho các bác sĩ. Lương thực tế của một bác sĩ mà nếu mà họ station tại Cuba đấy thì tưởng tượng là chỉ có từ 40 đến 50 đô mà một tháng nhá, chứ không phải một ngày nhá. Thì nếu mà họ đi ra ngoài thì lương của họ được chừng 700, 800 hay là 1.000 đô đấy thì cũng tốt. Nhưng mà rõ ràng là sẽ có một phần rất lớn, một phần đa số còn lại nó vào cái nguồn ngân sách của chính phủ Cuba. Biết những cái đó rồi thì cơ bản cái tỷ lệ nhân viên y tế của Việt Nam hiện nay đấy, nó vẫn có cái tính hữu cơ, nó vẫn tự nhiên hơn, nó vẫn phản ánh đúng cái tâm tư, nguyện vọng, cái năng lực cũng như là cái sự tương xứng về thù lao cho ngành y tế. Quan trọng nhất là nó tôn trọng cái độc lập và cái tự do của những cái cá thể mà tham gia vào cái ngành y tế này. Nhưng là cho nên là chúng ta muốn thay đổi đấy thì chắc là chúng ta phải theo mô hình khác, chúng ta phải đánh ở một điểm khác. Chứ mô hình của Cuba nó có tính bạo lực tương đối cao, và rõ ràng là với những cái cải cách tư pháp Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay thì chắc chắn chúng ta không muốn theo cái mô hình này. Cái đó thì tôi cũng đồng ý. Tại vì thật sự ra cái mô hình của Cuba như hồi nãy rồi cũng có nói là nó có cái tính, mình tạm gọi là tính bạo lực cao. Tôi nghĩ đấy, nếu mà tôi sẽ dùng cái từ là nó mang cái tính ép buộc, nó hơi động đại một chút. Thì đúng là Việt Nam mình thì tôi thấy là nó cũng không phải theo hướng đó. Nhưng mà để mà có thể mà ngành y tế mà nó trở thành một thứ gì đó mà hấp dẫn hơn ở trong mắt của những nhân viên y tế thì tôi nghĩ là chúng ta phải đi sâu một chút về cái chính sách tiền lương như thế nào. Là liệu là cái chính sách tiền lương hiện tại cho các nhân viên y tế là nó có phù hợp hay không. Tại vì theo cá nhân của tôi thì tôi cho rằng tiền lương của nhân viên y tế hiện tại thì lại không có tương xứng với lại cái gốc khuất của nghề nghiệp mà nhân viên y tế họ phải đối mặt hàng ngày. Thì bây giờ trước hết là mình không nhắc đến những cái vấn đề mà nổi cộm ở trên báo chí trong thời gian trước, ví dụ như là hành hung y bác sĩ. Những cái đó thì chắc là ở trên báo, thì hồi lúc mà Trung còn ở đây thì Trung từng có đọc thấy là những cái vụ hành hung bác sĩ là chỉ vì người thân của họ khi nhập viện chết hay là có hệ lụy gì đó. Cái đó thì những chuyện rất là đáng buồn, nhưng thật ra nó là những cái sự thật mà nó cũng đã từng xảy ra rồi. Bây giờ mình chỉ nói riêng về hai cái năm dịch bệnh vừa qua thôi, thì y bác sĩ họ đã phải đối mặt với những cái gì nè? Nguy cơ bị lây nhiễm Covid-19 nè, rồi họ phải căng mình ra để xử lý bệnh nhân ở trong bệnh viện, trong khu cách ly. Rồi thậm chí là theo những nguồn tin mà tôi đọc được là lúc cao điểm thì một bác sĩ hay là một điều dưỡng phải chăm sóc cả 100 bệnh nhân hay là cả 150 bệnh nhân gì đó trong mỗi ngày, đó là bệnh nhân Covid. Kinh vậy. Và cái này chỉ là đang tính riêng đối với bệnh nhân Covid thôi. Chỉ đang tính riêng bệnh nhân Covid thôi. Tại vì có những cái bệnh nghiêm trọng khác, ví dụ như là ung thư hay là tiểu đường hay là tai nạn gì đó. Ok, vấn đề tai nạn thì có vẻ nó hơi nhẹ cho mùa dịch, tại đâu có ai ra được. Nhưng mà thật sự ra là họ vẫn cần phải được điều trị. Và lúc này bởi vì là cái nguồn lực nó đang phân bổ vô cái bệnh Covid, vô cái vấn đề về lây nhiễm Covid-19, cho nên đó là cái phần mà những cái bệnh khác, nghiêm trọng khác thì có vẻ là mình bỏ quên ra. Nhưng tôi nghĩ rằng là thực tế là nhân viên y tế họ đã phải gánh cả hai đầu. Và tất nhiên đó là họ vấn đề về mặt tâm lý của họ nữa. Vấn đề về mặt tâm lý, tôi nghĩ là họ cũng không ít thì nhiều cũng bị suy sụp tinh thần khi mà họ không thể ở bên người thân của họ trong một khoảng thời gian quá dài, mấy tháng liền. Hay là thậm chí những trường hợp mà có thể là người thân của họ cũng bị mắc Covid chết, thì cái đó cũng là một cái rất là tiêu cực về mặt tinh thần cho các y bác sĩ. Cho nên chốt lại thì tôi nghĩ là hỗ trợ cho các y bác sĩ thì cần phải có sự thỏa đáng hơn. Tại vì cái việc học y của họ thì rất là cực khổ rồi, học biết bao nhiêu năm trời, sau đó là phải đi thực tập, rồi rất là lâu sau thì đúng lúc đó họ mới thành bác sĩ chính. Nhưng mà cái việc hành nghề y của họ thì cũng rất là gian nan. Cái mà tôi muốn nói là có những cái rủi ro có thể là gây ra cho các y bác sĩ nè. Những cái rủi ro mà mang tính ở đây là tôi đang muốn nói là cái sự hỗ trợ cho những cái rủi ro của những y bác sĩ, thì bây giờ mình nói rõ những cái rủi ro mà họ có thể gặp là gì. Thì những cái rủi ro mà đặc thù nghề nghiệp của họ, chẳng hạn như là bị phơi nhiễm rồi bị mắc bệnh từ chính bệnh nhân họ điều trị nè. Nhưng mà có những cái mà rủi ro lại không mang tính đặc thù nghề nghiệp, chính là cái việc mà hành hung cái bác sĩ chẳng hạn. Thì qua khỏi cái câu chuyện về rủi ro đó, thì cũng muốn quay lại câu chuyện về thu nhập của các y bác sĩ.
thì cái câu chuyện về thu nhập của các bác sĩ mà không tương xứng với lại cái rủi ro của họ như là tôi mới nói hồi nãy thì không phải là mới gần đây đâu, mà nó đã có chắc cũng phải vài năm trước rồi. Như hồi mới đây tôi có tìm lại được cái bài báo hồi tháng 5 2018 thì báo Lao Động cũng đưa tin đó là tại trung tâm cấp cứu 115 thì có tới 23 cán bộ công nhân viên của trung tâm là xin nghỉ việc trong cái khoảng thời gian mà liền trước đó. Thì tính đến tháng 5 2018 thì trung tâm còn lại 16 bác sĩ, rồi 60 điều dưỡng, 15 dược sĩ, 12 y sĩ, 22 lái xe. Cái này tôi đang đọc ở đây cho chính xác. Và còn những vị trí khác nữa mà tôi chưa có tin chính xác. Thì theo nhận định của báo thì vấn đề lương chính là cái vấn đề mà đánh bật nhân viên y tế khỏi ngành. Thì tôi không biết anh là ý kiến pro đối với lại cái việc lương rồi rủi ro thì ở trong trường hợp của y bác sĩ thì như thế nào? Có một cái điểm mà chúng ta có thể lưu ý là thật ra tại các quốc gia phát triển rồi, trong dịch Covid chưa nói đến tiền, nghĩa là tiền là không phải là vấn đề rồi. Những cái vấn đề như còn nói là về hệ quả tâm lý đối với nhân viên y tế thì nó đã có những cái ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực rồi, bởi vì nhiều nhân viên y tế tại Hoa Kỳ, tại Vương quốc Anh, tại Canada, thậm chí là bị chẩn đoán là có cái post traumatic stress disorder, là cái PTSD đấy, gọi là sang chấn. Cái sang chấn tâm lý mà thường là chỉ có quân nhân khi mà tham gia chiến trường thực chiến này nọ thì người ta mới bị như thế, thì những nhân viên y tế này cũng có khả năng bị luôn. Đó là chúng ta nói là chỉ về mặt tâm lý thôi. Và những quốc gia này thì cái lượng tiền đầu tư công vẫn tư vào y tế là rất cao. Chúng ta có thể ví dụ nhé, ví dụ như là trong trường hợp của Canada chẳng hạn, hay là trường hợp của Vương quốc Anh chẳng hạn, thì cái bản chất hệ thống y tế của hai anh này nó gần giống với Việt Nam nhất. Chúng ta nói ở Mỹ chẳng hạn thì cái hệ thống y tế ở Mỹ nó được vận hành đa phần là bởi tư bản của các anh bảo hiểm. Mà các anh bảo hiểm thì những anh tư thường nó có cái vai trò quan trọng hơn. Nó có Medicare, Medicaid riêng thôi. Nhưng mà gọi là Universal Healthcare cho toàn bộ quốc gia ấy, thì anh Mỹ không có, thì chúng ta sẽ không so sánh bởi vì chúng ta không có cái hệ thống tương đồng với họ. Nhưng mà tại Canada với Vương quốc Anh thì nó gần giống với Việt Nam. Ở Canada chúng ta cũng có cái hệ thống Universal Healthcare. Ở Vương quốc Anh thì lúc mà Trung ở thì chúng ta sẽ có một cái gọi là NHS, có nghĩa là National Health Service, thì cũng là một dạng Universal Healthcare, có nghĩa là đại đa số những cái vấn đề sức khỏe sẽ do cơ quan nhà nước đảm nhiệm. Hiển nhiên, ngoại trừ cái trường hợp là nếu mà mình muốn nâng ngực hay là mình muốn mua thuốc cường dương hay gì đó thì nhà nước sẽ không đảm nhiệm những cái vụ này. Nhưng mà Nghĩa là tiền một số khác mà sẽ bàn cái này. Nghĩa là tiền lương của nhân viên ở các quốc gia này nó không bị quy định bởi giá trị thị trường và không bị quy định bởi hệ thống bảo hiểm tư nhân. Nhưng mà lương y tá thôi nhá, chưa nói đến bác sĩ tại Canada thôi, đã lên đến gần 70.000 đô một năm. Khoảng chừng 35 đô một giờ, tính ra tiền Việt Nam nghĩa là khoảng tầm 1 tỷ rưỡi một năm và 700.000 đồng cho một giờ làm việc. Sẽ có người cho rằng hay là phản biện là đây là do cái cách biệt giàu nghèo giữa quốc gia phát triển và đang phát triển. Đó, thôi đó, tôi mang người đây được nói. Nếu mà chúng ta so trung bình trong từng quốc gia thôi thì chúng ta sẽ thấy là cái mức thu nhập của điều dưỡng này, y tá này, và chưa nói đến bác sĩ và các chức danh cao cấp khác nhé, thì tại những quốc gia như là Canada hay Vương quốc Anh thì nó vượt trên thu nhập trung bình cả nước lẫn trung bình vùng. 70.000 đô một năm đấy thì sẽ vượt hẳn cái trung bình tầm 40 đến 50.000 đô một năm của bang British Columbia, là một bang mà làm ăn tương đối tốt tại Canada. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói cái câu chuyện thu nhập trung bình của y tá tại Việt Nam có vượt cái thu nhập trung bình của toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh hay không thì cái đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi cũng biết là đến đây sẽ có những bạn gõ rằng lời thề Hippocratic này nọ, nhưng mà chúng ta phải đọc cái lời thề đó đã, bởi vì cái lời tuyên thệ đó là cái lời tuyên thệ về niềm tin mà liên quan về y khoa, về cái việc mà cố gắng tận tâm điều trị rồi dùng cả thuốc lẫn lương tâm để chữa trị vân vân, hay là tôn trọng quyền riêng tư gì đó. Hippocratic Oath này không phải là một cái còng số 8 để mà bắt ép nhân viên y tế làm việc tới chết, hay là họ không được theo đuổi những cái lợi ích riêng của họ ngoài cái lĩnh vực y tế. Và trong trường hợp mà họ cảm thấy theo đuổi ngành nghề này không phù hợp với lợi ích của mình thì họ được quyền nghỉ thôi, chứ không thể nào chúng ta dùng cái lời thề Hippocratic này để mà bắt buộc họ phải ở trong ngành được. Tuy nhiên nhá, nói như vậy rồi, nói là tiền không phải là vấn đề ở những cái quốc gia này rồi, nhưng mà cái mà họ làm trước tiên đấy thì chúng ta vẫn thấy là chính phủ cam kết trong việc đầu tư thêm, chính phủ cam kết trong việc nâng cấp và cải thiện cái điều kiện việc làm của nhân viên y tế. Ở Đức chẳng hạn thì chúng ta biết là mức lương tăng tối thiểu nó thay vì từ 1% thì bây giờ họ tăng lên 1.4-1.8%, đưa ra những cái con số mà cho thấy là cái bước tiến của họ trong năm 2021-2022. Mặc dù tiền chưa phải là vấn đề, nhưng mà họ cũng cố gắng sẽ có những cái cam kết để mà các anh ở lại.
hay là tại Vương quốc Anh chẳng hạn, thì chính phủ cũng nhanh chóng khẳng định là họ sẽ điều chỉnh mức tăng lương hàng năm cho hàng triệu nhân viên y tế lên đến 3% một năm. Điều này đồng nghĩa với việc là y tá bình thường thôi cũng có thể tăng khoảng chừng 1.000 bảng trong một năm làm việc. Có thể thấy đây là những cái cam kết rõ rệt và những cái cam kết mà nó hiện hữu, nó ngay trước mắt để cho nhân viên y tế cảm thấy là họ được quan tâm trong cái tình hình dịch bệnh này thì họ mới ở lại được. Ngay cả trong cái bối cảnh này, chưa nói gì đến tiền lương chẳng hạn, có một cái vấn đề liên quan đến không gian dân sự của Việt Nam nữa. Tính ra đấy thì chúng ta không có một cái nghiệp đoàn nào đó cụ thể, nói một cách thẳng thắn một tí, là đứng ra để mà đòi hỏi quyền lợi cho nhân viên y tế. Nói thẳng ra nữa là cũng chưa có cái tổ chức nào về thu thập số liệu, về nghiên cứu, về điều tra mà họ dám đứng làm điều tra hay là làm nghiên cứu là để tìm ra lẽ là tại sao các nhân viên y tế nghỉ và chúng ta giải quyết tận gốc cái vấn đề. Nãy giờ mình nói về tiền lương, nãy giờ mình nói về vấn đề tâm lý vân 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 vân, nhưng mà cái đó là nói thẳng ra là hiện giờ là Trung với Nam đang phỏng đoán, đang nói chuyện chơi thôi. Nhưng mà tại những cái quốc gia đó thì họ có hẳn cái thông tin, họ có hẳn cái data để mà làm việc dựa trên đó. Thì rõ ràng là chúng ta muốn đồng cảm với nhân viên y tế, chúng ta phải hiểu họ trước đã. Và hiện nay thì cái không gian dân sự Việt Nam hiện nay không cho phép chúng ta hiểu họ, thì chúng ta buộc phải đoán thôi. Và tại Việt Nam thì báo chí nhảy vào, nhưng mà báo chí cũng có cái giới hạn của họ. Họ không thể nào là một cơ quan nghiên cứu hoặc một cơ quan điều tra, cơ quan thu thập thông tin được. Tôi cũng đồng ý với Bro là cái câu chuyện báo chí là họ chỉ đi ở cái bề nổi thôi. Thật sự ra họ, mình tưởng tượng đó là giống như là chỉ là nắm bắt được những cái vấn đề thời sự cốt yếu ở tại cái thời điểm đó. Nhưng mà còn những cái mà đi về gốc rễ như là anh em mình đang, tạm gọi là mình đang phỏng đoán, là về cái chính sách, về cái phương hướng tiền lương, cũng như là cái định hướng lâu dài cho y bác sĩ về cái phúc lợi của họ, thì thật sự ra mình cũng khá là hạn chế về mặt thông tin. Nói tới chuyện tiền bạc thì cái câu chuyện lương của y bác sĩ á, bây giờ mình tạm thời mình để nó qua một bên đi, mà mình nói về cái câu chuyện về phân bổ ngân sách trung ương. Thì tại vì mới gần đây á, thì tôi cũng tình cờ tôi đọc được cái nghị quyết 40/2021 là về cái ngân sách mà dùng để chi thường xuyên cho toàn bộ cái mảng y tế nè, dân số và gia đình, tức là gom chung lại với nhau. Thì là ngân sách cho 2022 á, là được 28.560 tỷ đồng, là chiếm gần 6% ngân sách chi thường xuyên. Nhưng mà mình cũng lưu ý như hồi đầu tôi có nói là đây là toàn bộ về mảng y tế, dân số, gia đình, chứ không phải chi riêng mảng y tế. Tức là xét mà chi cho y tế thì có thể là sẽ khiêm tốn hơn. Tôi đưa những cái con số này ở đây á, thì không phải để mà mình bàn về cái vấn đề quyết sách tổng thể của nhà nước, mà tôi chỉ đang muốn đặt một cái câu hỏi rằng là liệu là lĩnh vực y tế có nên được ưu tiên hơn, có nên được nới ra một chút xíu cho cái việc chi tiêu hay không trong cái ngân sách nhà nước. Đặc biệt là sau khi mà Bro cũng biết là chúng ta mới trải qua một thời kỳ mà khá là te tua vì dịch bệnh. Cái nghị quyết 40/2021 là nghị quyết của Quốc hội đúng không? Đúng rồi, đây là nghị quyết của Quốc hội đó. Nghị quyết phân bổ ngân sách của Quốc hội đó. Cái con số 28.000 tỷ này thì nghe tưởng nhiều, nhưng mà nó thu rất nhiều ngành khác. Ngành nào thì để khán thính giả. Cái này số khác. 28.500 tỷ đồng thì nó chỉ tầm 1,5 tỷ USD thôi. Tổng GDP của Việt Nam mình là phải hơn 200 tỷ rồi, có nghĩa là chúng ta chỉ dành 0,5% GDP cho toàn bộ mảng y tế. Có thể không gọi là toàn bộ mảng y tế, nhưng mà chi thường xuyên là cái phần chi lớn nhất trong cái budget của cái mảng rồi. Nếu mà tính tổng lên chi chăng nữa thì nó cũng không vượt qua bao nhiêu cái con số 0,5% GDP này, mà nó là toàn bộ cho y tế, dân số và gia đình nữa. Để dễ hình dung nhé, thì cái khoản chi dành cho tổ chức đại hội đảng mà kỳ 2020 rồi đấy, thì trong vòng 2 tháng thôi, chi để tổ chức đại hội đảng nó cũng không thua kém con số này. Và hiển nhiên là trong bối cảnh chính trị sau Việt Nam thì việc tổ chức đại hội thì phải tổ chức. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái vấn đề, chúng ta sẽ thấy là cái nguồn đầu tư vào nhân lực lẫn hệ thống hạ tầng y tế như vậy là nó rất ít, nó không đáng là bao nhiêu cả. Nếu mà nhìn theo tỷ lệ này, chúng ta sẽ thấy là không phải là vấn đề nước nghèo hay không nghèo, mà mình chấp nhận bỏ bao nhiêu tiền ra để mình chi cho cái mảng y tế thôi. Tại Canada, bọn nó phải chi đến 300 tỷ USD thì hiển nhiên là nhiều hơn 1,5 tỷ rồi. Nhưng mà tính theo cái tỷ lệ GDP đó, chiếm đến 10% GDP của Canada. 10% này được đổ ngược trở lại vào hệ thống y tế. Cái thông tin này rất hay, bởi vì nó cho chúng ta thấy một cái tổng quát là tỷ trọng ngân sách đang dành bao nhiêu cho ngành y tế. Ta dễ nhận thấy là chúng ta có đầu tư vào nó hay không. Và hiển nhiên là muốn phát triển thì phải đầu tư, còn chúng ta không đầu tư thì chúng ta không thể nào kỳ vọng là cái hệ thống y tế mình phát triển tốt được. Chịu
chơi ở những khoảng ở những lĩnh vực khác thôi bro, chứ đâu có vấn đề gì đâu. Nói chung thì tôi cũng chỉ mong là cái tình hình dịch bệnh nó sẽ sớm hạ nhiệt, rồi y rồi bác sĩ của chúng ta sẽ có được cái động lực phù hợp để mà họ cống hiến. Tại vì rủi ro như mình cũng nói là rất là nhiều, gánh nặng cũng rất là nhiều, cơm áo gạo tiền công việc. Nhưng mà nếu mà chính sách không có phù hợp rồi họ không trụ lại được với ngành, thì cái đó nó không chỉ là vấn đề mà của cá nhân họ hay là của ngành y tế, mà nó sẽ là một cái vấn đề xã hội rất là nghiêm trọng. Thì tôi nghĩ là đối với tôi thì chỉ có như vậy thôi. Rất vui được tham gia cái buổi nói chuyện này với lại Trung. Rất cảm ơn Nam đã dành thời gian để đưa ra những cái thông tin nghĩa là hết sức hữu ích, bởi vì những cái thông tin này khán thính giả của Việt Nam cũng đôi khi cũng không quan tâm, nhưng mà nó là một vấn đề chúng ta cần bàn thêm, không chỉ là bàn giữa những người học về luật hay là giữa những người làm ngành y tế, mà nó cần được cả xã hội quan tâm. Sau cái dịch này thì chúng ta cần phải cân nhắc lại cái động lực cũng như là toàn bộ cái chương trình hành động cho cái ngành y tế Việt Nam. Một lần nữa rất cảm ơn Nam đã dành thời gian nói chuyện với Hội đồng Cựu với tư cách là một thành viên của Hội đồng. Chúc Nam ở Việt Nam khỏe mạnh và Việt Nam cũng sẽ vượt qua cái đại dịch này. Canada cũng không khá hơn mấy. Tình hình này nếu mà Omicron tiếp tục tại Anh thì có vẻ như là bắt đầu sắp tan rồi đấy. Nghe một số thông tin là... mà Canada tan hả? Chưa hẳn là tan. Chưa hẳn là tan, nhưng mà tại Vương quốc Anh thì bắt đầu là nghe nói là sau Giáng sinh là sẽ phải lockdown lại. Có nghĩa là cho mày ăn thêm một bữa với Giáng sinh này nữa rồi lockdown trở lại lần nữa. Cho nên là Canada chắc cũng không nằm ngoài cái quỹ đạo đó đâu. Nhưng mà bro biết không, tôi có chơi cái game gì mà về dịch bệnh, tôi quên mất. Plague Inc. Chính xác, Plague Inc. Thì bro biết cái chỗ mà tôi lúc nào mà tôi cũng bị gặp vấn đề lúc mà tôi lan truyền dịch bệnh ở nơi Canada hết. Tại vì đến chỗ đó nó rất là thưa. Nó rất là thưa. Đó, cho nên là ở cái giai đoạn mà tôi mà lan truyền virus hay là vi khuẩn hay là nấm này kia thì đến Canada hay là đến ở phía trên nó nữa là lúc nào ở đó là tôi cũng bị tắc lại hết. Mà thường là tôi sẽ thua ở đoạn đó. Cho nên nó là tích cực đó, cho bro cũng đừng lo quá. Đừng lo quá. Cảm ơn Nam.